Quý vị thấy combo này có hợp lý không ạ? Vô cùng đẹp đẽ và như là sinh ra để dành cho nhau. Một chiếc bàn bán nguyệt cùng với lại cả một bức ngũ cốc trấn chum trên chất liệu gỗ lưu hương. Cái chiếc bàn bán nguyệt này thì chắc hẳn là đồ gỗ Hương Thao cũng ra ra rất là nhiều sản phẩm rồi, quý vị cũng đã được ngắm nhìn rất là nhiều rồi. Nhưng mỗi chiếc bàn bán nguyệt nó lại có một cái điểm khác nhau. Mỗi chiếc bàn bán nguyệt là nó lại có một cái hình thái vân khác nhau, nên là mỗi chiếc bàn bán nguyệt lại mang một cái nét đẹp khác nhau để quý vị có thể lựa chọn sao cho phù hợp với cả không gian của ngôi nhà mình. Chiếc bàn bán nguyệt này quý vị có thể đặt được rất là nhiều vị trí, ví dụ như ở phòng khách, ở phòng ăn, ở phòng thờ, ở phòng ngủ thì tất cả đều rất là phù hợp. Như quý vị có thể đặt những các cái bức tượng gỗ ở trên này, những các cái bình gốm sứ hoặc là những các cái bình bông, bình hoa, tất cả đều rất là đẹp đẽ. Và như quý vị thấy rằng là một chiếc bàn bán nguyệt theo cái phong cách rất là châu Âu nhưng lại mang một cái nét rất là cổ điển, bởi những các cái chi tiết vân gỗ môn hoa trên cái gam màu vân gỗ môn hoa nó tạo lên được một cái sự huyền bí, một cái sự sang trọng, bởi vì cái gam màu vân gỗ môn hoa thì không phải là một chất liệu gỗ nào có thể thay thế được. Và những các cái chi tiết được đục chạm ở trên này nó lại mang một chút gì đấy, cái phong cách rất là châu Âu, rất là phóng khoáng, điệu đà, kiều diễm, kiêu sa. Thế nên là quý vị có thể đặt ở rất là nhiều cái vị trí trong không gian của gia đình nhà mình. Và ở trên đây thì đồ gỗ Hương Thao đang kết hợp với lại cả một bức tượng ngũ cốc trấn chum. Với cái combo này thì quý vị có thể đặt ở trong đại sảnh của gia đình nhà mình, hoặc quý vị có thể đặt ở trong căn phòng phòng thờ cũng rất là đẹp đẽ. Đó chính là những gì mà em Minh muốn gửi đến quý vị trong chiếc video clip ngày hôm nay. Một cái chiếc bàn bán nguyệt kết hợp với lại cả một bức ngũ cốc trấn chum. Bàn bán nguyệt thì quý vị có thể đặt ở rất là nhiều vị trí rồi, thế nên là quý vị nào mà thấy yêu thích cái kiểu dáng này có thể liên hệ với cả đồ gỗ Hương Thao hoặc là đến với cả cơ sở của chúng tôi để có thể xem trực tiếp, hoặc là liên hệ với cả chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị một cách chu đáo nhất nhé. Đồ gỗ Hương Thao xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ Lân Thất lần sau. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Hương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Hương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.